Đấy. 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 Chào mọi người nhá. Hôm nay lại có món chuột đấy. Đưa chuột quay cho bác. Đấy. Đấy. Hai lồng. Bác đưa chuột quay cho. Một em rắn. Đi về mẹ gọi, mẹ gọi. Giờ mới tối mới được thịt. Chuột đồng anh em tập thứ 5 rồi, trong mùa chuột chuột năm 2021 tập thứ 5 ba mươi chú anh em mà nào suốt chứ vậy mà bây giờ mới ổn. Quá đăng ký rồi. Chu Nghĩa tổng hợp chuyên chuột đồng các loại. Chuyên chuột đồng lông dấm. Đây là bên gọi là MC. MC 11. Em sang. Quảng cáo là kênh Chu Nghĩa phải không? Anh em bây giờ mới cho vào xong à. Giờ mới đi chờ người đến mới luộc. Đấy. Đấy, lại vẫn gương mặt thân quen thanh niên chưa bộ đội, chưa vợ. Là xe anh nhỏ hơn lúc nào nghe quảng cáo đắt hàng xem đã tranh luôn đẹp hơn là bài đánh chắn. Bên Thái đã tranh bên chặt gấu. Cậu bên đầu bếp không thấy nó cho nhỏ được thì tài vừa bảo cậu là chưa vừa đội chưa gọi là chưa vợ cắt quả đi bia có nào đâu đại hội thịt chuột. Quất của đại tướng. Anh Liên chưa ra rồi. Liên chưa làm này. Mời cả nhà ăn cùng anh em nhá. Thế. Nào. Đấy, bên này là vừa nãy là Thái La Chanh, bây giờ lại bên Trần rót rượu. 100% nào. Chén chưa anh nhỉ? Ai biết được cậu rót chứ. Còn đây là nhu đâu. Thì đổ mẹ cái bát đấy. Đổ đây à, đổ đây. Kia đổ bát này này, múc luôn. Nào, mời cả nhà đây đây. Mời cả nhà đây. Mời cả nhà nhá. Hết luôn. Chém nhát đi. Văn đỏ. Ai sợ. À, ngon rồi. Ăn này miếng đéo đó rồi. Ngon này, rượu đã ngon. À. Quan trọng là cái mùi. Rượu đéo thì thơm với người. Hôm nghe ông. Rượu chuối. Gần nhà ông thì gần nhà em. Không uống rượu với mấy thằng kia. Mình quên chai rượu nữa là cho cùng lại. Ở nhà ta đã thấy mùi bố đảo lắm hồng. Gặp với rượu. Góc hồi bằng mâm cỗ đám cưới. Bạn con đang ở dưới mang lên tôi
chùa nào? Không học được. Nếu thái giò cái kiểu này mình tam giác cái này nhỉ? Cái miếng gì ngoài đấy, chấm này ăn rất là nhạt lắm, vừa mình ăn được cả xả ngậm là toàn là mình phải chấm khẽ. Cái bát như này anh không phải là nhiều tương ớt, từng này một canh thao mà lắm chả đi anh thấy mang lại một bát một canh thế mà chiên nước ai giỏi đấy, mời riêng kìa, tùy hóa quá cái này. Giá tao vỏ tải cắn kiểu ngoan à, ra là phải lúc gì là gì rồi chưa cũng bớt với hạt chanh ra đấy, bảo đắng lắm, ngầm hơi nhiều muối mặn anh ạ. Ấy này là mời riêng, mời riêng đấy. Ừ. Ôi được rồi, nhận hết luôn nha. Hết thì người ta mời rồi. Mình. Đừng ha. Em nhớ đăng ký kênh Quang Tiến tiêu. Quá cái này. Tiến thì Quang Tiến thì nó đưa đẩy đưa ra viện rồi, cứ để cho Quang Tiến thăm làm. Này ra đi, nghe bắt tay hứa không? Ui giời, bảo là toàn luôn nào. Căng quá, anh có cái nào. Mẹ bế được mấy thằng chết. Cái khổ quay mà ngon ngon. Ta quay hay thế mà chỉ điểm cho ta căng đấy. Nó bảo là ô tô này nó đến đây. Tôi đến tầng máy là tầng này là không có người. Nói chung là cái bình nhà em đây thì nó cũng mấy triệu cái bình đấy nhỉ? Mấy triệu đưa. Nói chung còn nói thì được 1-2 triệu nhưng mình là mình làm bia ông là xong mình làm cái bia là mát đây làm dưới làm dưới nhân là mình hai trăm sáu mươi hai nghìn tình bạn mùa hè đấy là làm non là xong ông mừng với là quán uống rượu cho mình và quán quyền đấy nữa chị cứ lấy cái bút một cái bia uống đấy một nghe trả tiền riêng còn quán nữa kia nữa chưa mình làm lấy đấy xong thèm lắm nó khát nước thèm lắm ông nóng đây cái nặng thế lo cái bia hơi được thì tán đá vào em huy cái nào em thùng về vứt tủ lạnh đây cái nào thùng vứt nhà đúng rồi đây nấu nóng uống rồi đây rượu huy chịu rồi nhiều khi đi đua lên bảo có bia mà không tao uống đâu con lên đi đua lại uống cái một chủ uống làm gì không uống thì ai người mua à. Thôi không uống bia thì uống rượu đi gì nữa cái gì ngày xưa uống rượu bia nào nó làm có bia rồi thầy không phải là đến bữa nếu có cái cầm lên nó nhớ chứ là mùa nắng là thôi phải uống bia nhớ lắm thì mà năm đấy uống nhiều quá như là vào ngoài chơi từ ngày cứ mưa kia uống bia là phải mày uống nhiều lắm bị từ đường để đấy cầm ngon cô được vài năm đá bóng rồi mới mang xịt bia mới mà bây giờ 26 đi còn đá thì xe theo dõi rồi kệ nó còn đá là trước từng đấy mà nguy hiểm quá. Tại là cái cưới không có thế nào, thế là sao? Mình tuy nhà hiếu nạp làm sao chạy được họ hàng người ta. Họ hàng người ta làm sao mà thoát được. MC là gặp ca sĩ thì nhất. Còn nếu không họ hàng thì phải đến nửa sáng thì người ta có họ. Họ gần hơn, tính một đàn hoàng. Thôi kệ, cái gì, việc nào việc đấy, cái gì. Có làm miếng cái lem ui giời đấy quên miếng cái này mình làm nem mai gần mai là giảm rồi bốn đồng là bốn làm thuê được khi đó đâu thì người đó đâu hiếu hiếu chẳng qua là họ hàng là ép buộc phải làm thôi bây giờ không làm thì thế nọ cái kia đây hôm cưới ông Linh Tấn ông hiếu là mất gọi là phải ba cái miếng thì nó bát miếng có chất cát là chỗ thừa bát đi cứu nhiều khi người ta vỡ không chưa nên nói vỡ thì người ta mang biếu biết ra để quên đứa cho nó không lấy về thế là đứa có đĩa luôn mang cả đĩa mang mà mang đến mang xả ngày đúng rồi đấy mang đấy ra để quên đấy ta không mang đến giả nó làm bàn ghế bắt bắt đũa rồi để cổng nhà nó luôn nhà bạn nữa riêng chủ nhà không biết một cái gì luôn nói như nhiều uống uống riêng đâu mà mình đã biết nào đây này cái uống riêng cái việc làm việc đấy đúng rồi man xanh chấp ở đây anh em lốt trên này là cũng
chào mọi người. Đấy, hẹn gặp lại lần sau. Đấy. Chào. Bự nhai. Anh em này thì chuột quá vui. Anh em này đi chơi sớm quá.